Mày nhìn đi, áo bà hai dính toàn là mũ chuối. Mày cố tình làm vậy để hại tao đúng không? Nè, chị bị bà hai chửi quá rồi chị quay ra trút giận lên tôi hả? Áo bà hai dính mũ chuối liên quan gì tới tôi? Mày còn chối nữa hả? Hôm qua đứa nào chặt lá chuối? Thì bà ba cần nên tôi chặt lá chuối cho bà ba. Sân vườn rộng bao la, mày không đi chỗ khác. Mày cố tình kéo tàu lá chuối đi ngang qua sào phơi đồ của tao để dính vô đồ của bà, rồi cho bà hai bà chửi tao đúng không? Chị nói ngang ngược quá vậy. Tôi cố tình làm vậy để làm gì? Sao chị ngậm máu phun người vậy? Mày á, đừng có ở đó mà tròn xoe mắt mà giả ngây giả ngô với tao. Chuyện gì mà mày không dám làm? Mày cũng biết thời biết thế mà. Mày dựa hơi để tát quai tát quái trong cái nhà này bao nhiêu lần rồi. Thứ thâm hiểm như mày á, tao còn lạ gì nữa. Tao cảnh cáo mày nha, mày đừng có tưởng á là mày có được hơi đó rồi mày không biết sợ ai nha. Mày có ngày với tao á. Hâm dọa tôi đó hả? Không biết ai mới là người giữ hơi à. Đùng đùng ra đây rủa xả người ta, rồi cậy quyền cậy thế. Tôi không phải như bà ba mà nhịn được đâu nha. Đừng có hiếp đáp tôi. Nè, hai đứa bay không lo đi làm việc, đứng đây to tiếng vậy. Trời ơi, có chuyện gì vậy hai đứa? Ông bà muốn biết á thì hỏi nói kìa. Nó chửi tôi rồi chửi luôn bà hai kìa. Nè, không được vu oan giá họa cho tôi nghe chưa? Mày nói ai hiếp đáp bà ba? Ý mày nói bà hai chứ gì? Rồi á, mày nói tao dựa hơi ai hả? Rồi rủa xả hiếp đáp người khác. Ý mày xéo sắc bà hai chứ gì, đúng không? Mày mượn tao để chửi bà hai đúng không? Mày còn chối nữa hả? Tao mét bà hai cho mày biết nha. Mét đi, đừng có hù dọa. Tưởng tôi sợ bà hai hả? Mày thách tao thôi hả? Đi mẹ, hai đứa đừng thách cái nữa. Bà hai. Bà hai, ai nhắc tới tên tôi vậy? Mắc làm chi mà nhắc tới tên tao? Bà hai, con dậu to gan á, dám xúc phạm bà đó. Nè, bà hai ra rồi đó. Mày có giỏi á, mày lặp lại đi. Nó nói cái gì? Dạ, nó nói con dựa hơi bà, rủa xả hiếp đáp người khác. Nó nói á, chủ nào tớ nấy. Ý nó chửi trời bà ơi, đó bà luôn. Thôi mà. Con dậu, hôm nay mày ăn gan trời hay sao mà mày dám nhắc tới tên tao vậy? Dạ, không có, con chỉ nói chỉ lụ thôi. Mày đừng có chối cãi. Lúc nãy á, tao hăm mét bà hai á, mày còn nói mày không sợ cơ mà. Thằng Thế, thằng Út, giữ tay con dậu lại cho tao. Nhanh lên, nhanh lên. Còn đứa này làm gì nữa? Giữ nó lại. Muốn cãi là bà hai phải không? Giữ nhanh lên, nghe không? Giữ chặt tay nó lại. Nhanh, nhanh lên. Nhanh. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết tay. Người ăn kẻ ở mà dám hỗn láo chửi xéo bà. Con Lựu. Dạ. Tao ra lệnh cho mày tát nó cho tao. Bà hai, con không có nói thiệt mà bà hai. Bà hai. Mày nói cái gì? Nhắc lại cho tao nghe. Nhắc lại từng chữ cho tao nghe. Dạ, con chỉ nói là chị Lựu ỷ thế, có người đứng phía sau. Đó, chính cái câu này là mày chửi tao chứ còn gì nữa. Lựu. Dạ. Tát nó cho tao. Ở trong cái nhà này, ai nghe mày nói câu nói đó thì cũng nghĩ là mày đang chửi tao. Ông hay bà cả muốn nói gì tao cũng được. Mày là cái thứ người ăn kẻ ở. Bộ mày ăn gan trời rồi hay sao mà hôm nay mày dám gọi tên của tao vậy? Lựu, tát nó cho tao. Dạ. Mày. Bà ơi, con. Chủ của mày còn chưa dám nhắc tên tao nữa mà hôm nay mày dám nhắc hả? Con không có. Con không có thiệt mà. Lựu, nó còn nói gì nữa? Dạ, nó nói là con hiếp đáp người khác. Tát. Tát lia lịa cho tao. Dạ. Mày đúng là mượn gió bẻ măng. Mượn mày để chửi tao mà. Mày nè. Thôi mày. Được rồi, bà ơi. Bà hai, bà tha cho dậu đi bà hai. Con xin bà đó bà hai. Bà hai à, bà hai tha cho dậu đi mà. Con xin bà hai. Bà hai con lại bà hai. Bà hai ơi, con lại bà. Thế. Bà tha cho dậu đi. Mày đang làm gì vậy? Tao biểu mày giữ nó, tại sao mày buông nó ra? Giữ nó cho tao. Mày không nghe hả? Nắm tay nó.
Giữ chặt tay nó lại. Giữ chặt nó. Bà, tát nó tiếp cho tao. Bà, dạ. Lưu. Dạ. Tát nó cho tao. Dạ. Dừng tay lại. Dạ bà ba. Bà ba. Bà ba. Bà ba. Có chuyện gì mà lại cho người đánh con dậu vậy? À, em ra đây thiệt là đúng lúc. Con ở của em không biết là ai thị thiền cho nó mà nó dám mở miệng chửi chị, hiếp đáp em. Không lẽ nó nghe từ em sao? Trời ơi, sao có chuyện này được? Dậu, sao tự nhiên em lại vô lễ với bà hai như vậy? Em bị quan bà ơi. Trắng đen rõ ràng như vậy mà còn ở đây chứ đây chứ đẩy nữa. Ông Xỉu, nãy giờ ông dạ. ở đây, ông có nghe nó hỗn hảo gì với tôi không? Dạ. Có. Thằng Út. Dạ. Mày cũng nghe đúng không? Dạ có. Nhưng mà... Đó, em thấy chưa em ba? Chị là người trên, mắc mớ gì chị đổ oan cho nó. Nó ông ống chửi xéo chị nãy giờ. Ở đây ai cũng nghe hết trơn mà em. Chị hai, chắc có khi chuyện nhầm lẫn thôi. Em là chủ của nó, em thay nó xin lỗi chị. Chị đừng chấp nhất kẻ ăn người ở, tha cho nó một lần được không chị? Tha cho nó làm sao mà được. Lần này chị bỏ qua, rồi lần sau nó lại làm càng như vậy nữa. Phải chỉ dạy, phép tắc ở trong nhà cho nó biết. Chứ để không thôi á, nó lấn lướt làm tới. Em cứ tránh qua một bên để chị dạy người ở. Lựu. Dạ. Mày lặp lại lời của con dậu. Hồi nãy nó nói gì cho bà ba nghe đi. Dạ, nó mới nói á, tôi không phải như bà ba mà nhẫn nhịn để cho người khác hiếp đáp đâu. Em nghe rõ chưa hả em ba? Nó nói như vậy là ám chỉ ai? Có phải nó không nói gì tới chị thì là chị cả không? Cái thứ ở đợi mà sức sượt hổn láo như vậy thì không có nương tay được. Bà ơi, bà ơi, bà nghe bà ơi, bà dừng tay lại. Bà ơi, tha cho dậu. Má hai, má đừng đánh nữa. Bà, có chuyện gì vậy má hai? Sao má lại tát người ta như vậy? Phú Túc, má hai đang dạy người ăn kẻ ở trong nhà, con đừng có ngăn cản má. Con không biết má dạy cái gì, nhưng má đánh nữa là nó chết thì to chuyện đó. Chết thì tao chôn. Cái thứ như nó, sống thì chỉ chật đất thôi, không thể dung dưỡng cái thứ này được. Thôi má bớt giận. Mà nó làm cái gì để má tức giận dữ vậy? Con coi đó, nó dám chửi con Lựu để đá xéo má hai. Con coi nó có ghê gớm hay không. Nếu như nó hỗn hào, gây mất trật tự ở trong nhà thì má cứ để má con xử lý. Phải lôi luôn con Lựu ra, coi đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Chắc chắn có lửa thì mới có khói, chứ tự nhiên làm sao nó dám làm bậy như vậy được hả má hai? Mà tội tình gì mà phải đích thân ra tay như vậy chứ? Má nhìn kìa, quần áo xộc xệch hết trơn rồi. Vì một con hầu mà phải hao tổn như vậy, có đáng không má? Chẳng khác gì mình ngang hàng với tụi nó. Còn con Lựu, mày theo tao với con dậu lên gặp bà cả, tường trình đầu đuôi câu chuyện cho bà cả nghe. Tao nghĩ con dậu nó có tội thì mày cũng không vô can đâu. Thôi bỏ đi, không phải mất công đến bà cả làm gì. Coi như những cái tát này đã đủ dạy cho nó biết cách cư xử phải phép trên dưới. Lần sau nhớ mà sửa mình nha mày. Dạ. Dậu, em có sao không? Dạ, em không có sao. Vào phòng đi. Dạ. Dậu ơi, còn sao không? Tụi mày còn đứng đây làm gì nữa? Đi làm việc đi. Dạ. Thank you.
ông làm gì vậy? Đứng thẳng lên coi. Lâu lâu mới biến ra chỗ của điểm tựa, cho nên cho tụi tôi tượng cái đi. Trời, hey! Hết hồn mà. Mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Tôi thấy. Thấy gì? Ngôi nhà này bề ngoài coi có vẻ phẳng lặng bình yên, nhưng thực chất bên trong nó rất là dữ dội. Nó rất là dữ dội. Để chờ có cơ hội là nó bùng phát lên cho coi. Trời ơi, ông làm quá không mà. Ông đa nghi quá. Tôi thấy cái đó chỉ là một cái chuyện bình thường của mấy cô hầu gái thôi à. Hey! Ông cứ nghĩ nó là chuyện bình thường, nhưng mà tôi thì khác. Đúng rồi, tôi cũng tin ổng. Thấy rõ ràng là chuyện này không có đơn giản chút xíu nào hết. Rõ ràng là bà hai bày chuyện ra để dằn mặt bà ba mà, đúng không? Đó, bà cũng đồng tình với tôi phải không? Ừ. Tôi đa nghi thiệt, nhưng tôi nghi ở đâu là trúng ở đó. Nhưng mà ông nghi đúng thì ông cứ nghi, nhưng mà đừng có thêm mắm dặm muối nha. Hey, biết rồi. Tôi sẽ ghi chép đầy đủ và đúng sự thật những gì đang diễn ra. Để coi người trần gian không có đơn giản như là thần thánh tụi mình đâu. Tôi thấy không đơn giản chính là ông á. Hey, tôi đi. Ủa, ông đi đâu vậy? Biến đâu dưới nước? Ông đâu phải Hà Bá đâu mà biến xuống dưới. Thôi đi. Đi. Theo cô thì chuyện này là con Lựu gây sự trước và có ý khích để gài con Dậu hay sao? Mời bà dùng trà. Tôi nghĩ là bà hai cố tình mượn con Dậu để dằn mặt bà ba. Ôi, thiệt là như vậy mà cũng dám nghĩ ra. Tôi thấy khi bà ba ra, bà hai càng tức tối, đánh con Dậu nhiều hơn nữa. Chứng tỏ là bà cố tình dằn mặt bà ba. Rồi thằng hai sao lại xuất hiện lúc đó để ra tay can ngăn chứ? Tôi cũng không biết nữa. Chắc là cậu hai đi đâu về, nghe ồn ào rồi xuống coi. Nhưng mà có chuyện này, tôi không biết là có nên nói cho bà nghe không. Chuyện gì mà cô lại rào trước đón sau vậy? Thì bà biết mà, cậu hai nào giờ có can dự vô mấy cái chuyện đàn bà con gái đâu. Sao tự dưng lần này lại đứng ra cứu con Dậu, thoát khỏi thịnh nộ của bà hai vậy? Ý cô là... Tôi nghĩ là cậu hai cũng đương dòm ngó con Dậu, cho nên... nên mới xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi cũng chỉ vừa chợt nghĩ thôi, chứ chưa có bằng chứng gì xác đáng. Chỉ sợ mình hỏng phòng xa, lửa cháy ngang mài thì khó mà dập tắt đó bà. Tôi hiểu ý cô rồi. Tôi sẽ để ý đến chuyện này. À, sáng mai cô ra chợ mua giùm tôi vài cây lụa nha. Nhớ loại mới và đẹp, màu sắc trang nhã một chút. Tôi muốn mua cho em hai với em ba. Có phải là bà lại đứng ra làm người giảng hòa không? Biết sao được. Ông cực khổ mua bán ở bên ngoài, về tới nhà mà còn nghe chuyện xích mích trong ngoài như vậy, thì có phải ông sẽ mệt hơn không? Ông đã giao tôi cai quản cái nhà này, thì tôi phải làm sao cho tròn, cho cả nhà hòa thuận, vui vẻ, thì như vậy ông mới được vui. Thiệt, tôi thấy thiệt là cực thân cho bà.
tối ngày đứng ra lo chuyện giảng hòa, riết mà bạc cả đầu luôn. Em hai tuy có hơi ồn ào xéo sắc, nhưng mà được cái mau quên, không có thù dai. Cổ cũng chịu nghe lời tôi, vậy cho nên cũng không sao đâu. Phải chi trong cái nhà này ai cũng nhường nhịn thơm thảo như bà thì thiên hạ thái bình rồi. Thôi, cô đi lo công việc đi. Dạ, tôi xin phép. Kìa, Khê. Ủa, chị em về tới rồi hả? Trời ơi, thằng Tý lóng rài nó đổ bệnh. Nhìn sắc mặt của nó chị lo dữ lắm. Nhìn có vẻ là trọng bệnh đó. Em mau đi tìm thầy Lan chữa trị cho nó đi. Dạ, em đi nha chị. Ờ. Sao chị đi biền biệt vậy? Không về thăm em. Em đau lắm. Nhức hết mình mẩy luôn. Đau mà tối em ngủ không được luôn á. Chị hai, chị nghe anh ngủ nói á là em không chịu ăn uống gì hết hả Tí? Em phải ăn thì mới có sức mà hết bệnh chứ. Em mệt, người em mệt lắm. Em ăn không có vô. Mà ăn chút nào em ói ra hết. Bởi vậy em sợ em không dám ăn nữa. Chị hai, chị về rồi, chị ở luôn với em hả? Chị hai, chừng nào chị hai đi nữa? Sao em nói vậy? Bộ em không muốn chị hai ở đây với em sao? Muốn chứ. Chị hai về là em mừng lắm. Bởi vậy em sợ, em sợ chị hai bỏ em đi nữa. Từ lúc chị hai theo chồng, chị chưa bao giờ về thăm em. Bộ chị không nhớ em hả? Ngày nào em cũng ra đầu làng, em trông chị hai về. Chị hai đi lập dâu sao mà về được hả em? Biết vậy em không cho chị hai đi lấy chồng đâu. Chị lấy chồng rồi, bây giờ chị đi mất tiêu luôn. Chị hai cũng đâu có muốn đi lấy chồng rồi bỏ Tí một mình đâu. Nhưng mà em nhớ không, lúc mà cha mẹ của mình mất trong cơn dịch, nhà không có tiền, làm sao mà chôn cất cha mẹ được? Nếu mà không có anh hai xuất tiền giúp mình chôn cha mẹ, làm sao cha mẹ có mộ yên mã đẹp được hả em? Bởi vậy chị phải lấy anh hai để trả cái ơn đó mà. Em biết, nhưng em nhớ chị hai lắm. Em tưởng chị hai lấy chồng, nhưng lâu lâu cũng phải về thăm em. Em đâu có ngờ là chị ai đi luôn đâu. Đi một hơi luôn. Thì bây giờ chị hai về với em rồi nè. Để lát nữa chị hai nấu cơm cho em ăn. Em phải ráng ăn. Rồi à, chị sẽ đi tìm thầy thuốc để chữa bệnh cho em. Tiến Hoàng, thì đừng có khóc nữa nha. Con trai gì mà mít ướt quá chị cả. Chị kêu em có chuyện gì không?
Ủa, lụa ở đâu mà đẹp quá vậy chị? Màu sắc nó đẹp quá. Em cứ lựa thoải mái, thích xấp nào thì cứ lấy xấp đó. Vậy em không khách sáo đâu nha chị. Đẹp quá, em thích màu này lắm nè. Cái này em cũng thích. Không biết lấy màu nào giờ ta. Hay là em lấy luôn cả hai được không chị cả? Được, em ưng ý cái nào á thì cứ lấy cái đó đi. Còn lại á thì cho em ba. Em lúc nào cũng được quyền chọn lựa trước em ba. Dù sao vai vế của em cũng lớn hơn. Nhưng mà em hai nè, cái gì nó cũng có hai mặt. Mình lớn quyền hơn thì ăn nói cũng phải đỉnh đạt phân minh. Đừng có chấp nhặt người yếu thế hơn mình. Tỏ rõ quy quyền thì dễ, nhưng mà sống sao cho kẻ ăn người ở nể phục thì mới khó đó em. Chị đang muốn nói tới chuyện gì vậy chị cả? Chị nghĩ em đã biết rồi mà. Thì chuyện con dậu đó, nó chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, có đáng để cho em ra tay như vậy không? Chuyện xích mích giữa hai đứa hầu thì mình cứ theo luật của Trịnh gia mà phân xử, đâu có cần phải làm lớn chuyện như vậy. Hay là em muốn nhân chuyện này dằn mặt em ba? Chị nói vậy là sao? Em đâu có dằn mặt ai đâu. Con dậu nó ăn nói hỗn xược, nó xúc phạm em thì làm sao mà em nhịn được? Không có lửa thì làm sao có khói? Có phải con lựu nó chọc tức để cho con dậu buộc miệng nói hỗn, rồi em vịn vào đó mà bắt tội hay không? Mà con lựu á, chị biết nó không có đủ khôn ngoan để dẫn dắt con dậu như vậy đâu. Chị nói vậy chắc em hiểu rồi chứ. Trong cái nhà này ai mà chẳng biết con lựu nó chỉ nghe lời em. Nếu như em không phục thì chị đem con lựu lên tra vấn hỏi cho rõ mọi chuyện nghe. Thôi không cần đâu chị cả. Tính em thì mau nóng mà cũng dễ nguội lắm. Chuyện này thì em cũng xí xóa cho qua rồi. Em không để tâm chuyện này nữa là tốt. Chị cũng chỉ nhắc nhở em chút đỉnh thôi, chứ chị biết bụng dạ em không có xấu. Nhưng mà từ giờ em có làm gì thì cũng phải nhớ là trong nhà này còn có chị. Ông đã giao chị quản cái nhà này thì chị phải ráng đảm đương nó. Có chuyện gì không phải thì em cứ nói với chị, chứ vì chút nóng giận mà khiến Trịnh gia xào xáo thì không hay chút nào. Lúc đó chị có ba đầu sáu tay cũng không nói đỡ cho em được đâu. Dạ em biết rồi chị. Nếu chị không còn chi chỉ dạy thì em về phòng em nghe. Em về nghỉ ngơi đi. Nhớ đem mấy sắp giải về. Sau này có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh tìm hiểu ngọn ngành cho rõ. Em nhớ đó, chuyện như vậy nhất định đừng có lặp lại nữa nha em. Ông mà biết chuyện thì mấy chị em mình không có yên đâu. Dạ em biết phải xử sự làm sao cho phải phép rồi. Chị yên tâm đi, em với em ba không có bất hòa hay xích mích gì đâu, chỉ là hiểu lầm nhau thôi. Cũng là thân phận như nhau, em ganh ghét em ba để làm gì chứ. Cứ dĩ hòa vi quý đi, nương nhau mà sống. Em hiểu chuyện như vậy chị cũng thấy yên tâm rồi. Dạ vậy thôi em về phòng nha chị cả. Thưa bà, tôi đã dò hỏi hết tất cả mọi người ở trong bếp, mọi việc đúng là do con lụ kiếm chuyện đổi tội cho con dậu, cho nên nó mới tức lên mà nói lại. Rồi bà hai xuất hiện, vịn vô cái cớ đó, nói nó hỗn láo, rồi đánh nó. Con lụ vốn khờ khạo, vậy mà cũng có lúc ranh ma. Đúng là không ra thể thống gì hết. Còn chuyện con dậu với cậu hai
Cô có tìm hiểu, có biết được chuyện gì không? Dạ có. Tôi cũng có tìm hiểu, dò xét, nhưng mà chưa thấy có gì khả nghi hết. Con dậu chỉ lo hầu hạ cho bà ba, chứ chẳng có chuyện trò gì với ai. Trước mặt cậu hai, nó luôn giữ đúng phép tắc chủ tớ. Nó không có gì khác thường cả. Vậy bà ơi, vậy bây giờ tôi có cần theo dõi nữa không bà? Trước mắt thì không có gì, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lúc đó mới lo thì gặp nguy rồi. Hình như có lần cô nói thằng Thế nó thích con dậu đúng không? Dạ đúng rồi thưa bà. Tôi có ý này, để tôi thưa với ông tác thành cho hai đứa nó. Vậy vừa được tiếng chủ tốt, mà coi như mối họa này cũng được dập tắt. Tôi thấy việc của cô bây giờ là tìm cách cho hai đứa đó tới với nhau đi, càng nhanh càng tốt. Ở trong cái nhà này mà không có bà thì không biết sẽ ra sao nữa. Bà yên tâm, tôi sẽ làm theo ý bà. Dạ tôi xin phép. Dậu, dậu, dậu còn giận tôi hả? Sao tôi phải giận anh? Thì hôm đó tôi tệ quá mà. Tôi không đỡ lời cho dậu, mà còn giữ tay dậu để cho con lũ đánh nữa. Thôi, đừng buồn tôi nữa nghe. Nè, dậu cầm cái hộp gà này lăn lên má cho đỡ bầm nghe. Tôi không có cần. Anh đi làm việc của anh đi, coi chừng anh bị dạ lây bây giờ. Đúng là dậu còn buồn tôi mà. Dậu cứ rầu rầu vậy, tôi nhìn tôi xót lắm. Chuyện cũng đã qua rồi, cố gắng vui lên đi. Dậu sau này ráng nhịn nha, đừng có để mình rơi vô mấy cái chuyện này nữa. Mai là được cứu kịp thời, chứ nếu không á, tôi còn ân hận dài dài á. Thôi được rồi, anh nói hoài tôi nghe tôi nhức đầu lắm luôn á. Thôi được rồi, tôi sẽ không sầu, không giận anh nữa, được chưa? Nè, dậu cầm cái hộp gà lăn đi dậu, cho đỡ bầm nè. Thôi, hộp gà đã luộc rồi thì anh ăn đi. Không được đâu, dậu cầm đi. Chịu khó lăn lên mặt cho nó bớt bầm ha. Hay là để tôi lăn cho dậu nghe. Nè, không có cần đâu. Anh Thế nè, anh làm chi cho nó nhọc công vậy? Bộ dậu không thấu được lòng của tôi hay sao mà hỏi vậy? Dậu có thấy mấy năm nay tôi đối xử với dậu thế nào, dậu cũng hiểu rõ mà. Dậu vui á thì tôi cũng mát lòng mát dạ, lúc dậu buồn đau á thì tôi cũng đầu thú ruột thú gan luôn á. Anh nói như vậy tôi cũng đỡ tủi nhục phần nào. Cảm ơn anh nha. Dậu nè, có gì đâu mà dậu nói khách sáo quá vậy. Thôi được rồi, đưa đây. Anh lo làm việc của anh đi, ngồi đây chàng ràng, lát chủ thấy chủ la bây giờ. Vậy tôi đi làm nghe. Nhớ lăn cho nó mau tan vết bầm nghe. Nhớ đó. Tôi biết rồi. Cái hộp gà có bị lớn hà mà nặng tình nặng nghĩa lắm đó bay. Bao nhiêu tâm tư tình cảm của Thế nó nằm hết trong đó đó nha. Canh gà đẻ trứng cả buổi trời đem luộc để mà lăn cái mặt mày đó. Ông đừng có móc mẻ tôi như vậy. Tôi có sai anh làm như vậy đâu.
thì tao có nói gì đâu. Thì tao nói thương mày, chứ gặp tao hả, cái hộp gà này tao bỏ vô bụng rồi. Đây, bỏ bụng đi. Ủa, ông xỉu xỉu, ăn gì vậy? Tao đói bụng quá à, tao đói bụng ghê á. Nè, hộp gà. Ủa, ăn đi. Ủa, đâu ra vậy ông xỉu? Của ông Dậu nó mới đưa tao á. Ủa, chị Dậu ở đâu có mà cho ông vậy? Của ông Thế, nó luộc, nó đưa cho ông Dậu để lăn má, để tan má bầm. Ồ, vậy sao chị không lăn mà đưa cho ông? Ai biết, tao đoán nha. Con Dậu nó từ chối, mà không phải từ chối cái hộp gà đâu. Tội nghiệp thằng nhỏ, chân chất mà khù khờ quá. Ai nhìn vô cũng thấy con Dậu nó đâu có ngó ngàng gì tới nó đâu. Vậy mà suốt ngày cứ chạy theo con Dậu hoài à. Tao sợ cứ cái đà này á, có ngày nó té xuống hả, nó lội cổ như chơi luôn á. Ủa à... Mày hiểu tao nói gì không? Mà mày ủa? Hiểu sơ sơ. Sơ sơ là sao? Thì à, ông nói cái gì là ai té chung lòng? Ờ, thì Thế nó té chứ ai. Ông nói sao chứ? Cái thầy của anh Thế á, khỏe như vậy á, ai mà xô anh té được. Trời đất, trời đất ơi. Nói chuyện với mày, tao nói chuyện với hai đầu gối còn sướng hơn nữa. Thôi, tao đi làm công chuyện đây. Còn cái đứa này, mày ăn vô đi, cho nó thông minh, để mai mốt mày nói chuyện với tao cho đỡ tức. Ông xỉu á, đúng là già lẩm cẩm. Người ta nói ăn trứng ngỗng thông minh, chứ ai nói ăn trứng gà thông minh. Thôi lẩm lẹ lẹ, nếu không bị đòi lại. Chị em của tôi đội ơn anh ngủ nhiều lắm. Không có anh, không biết là thằng Tý sẽ ra sao nữa. Khê đừng có nói vậy mà. Tôi nào giờ tôi vẫn coi thằng Tý như em ruột của mình. Bây giờ thấy nó bệnh hoạn thui thủi mình như vậy, tôi không lo sao được. Anh cứ vậy tôi lại càng thêm áy náy. Anh không trách tôi nữa rồi, khi mà tôi phụ anh đi lấy chồng, rồi giờ anh lại tận tình chăm sóc cho thằng Tý như vậy. Thiệt tình tôi không biết phải trả ơn cho anh như thế nào nữa. Khê này, Khê mà còn nói kiểu vậy nữa là tôi bỏ về đó nha. Thì tôi không nói nữa, nhưng mà anh cũng đâu cấm được tôi. Cảm ơn anh từ tận đáy lòng của mình. Thôi được rồi mà, lòng của Khê thì tôi hiểu. Nhưng mà bây giờ Khê tính chuyện thằng Tý thì sao đây? Khê mà đi liền bây giờ là nó buồn dữ lắm á. Tôi cũng biết như vậy, nhưng mà hôm trước á, tôi chỉ xin đi có mấy ngày à. Giờ mà ở lâu á, bị rầy chết. Hay để tôi quay về xin phép nhà chồng cho ở quê 2-3 bữa nửa tháng, lo cho thằng Tý hết hẳn bệnh. Mấy ngày tới anh làm ơn coi ngó cho thằng Tý giúp tôi nha. Ừ, Khê tính vậy cũng được. Còn thằng Tý á, cứ để tôi chăm cho. Mà nè, Khê đừng có nói chuyện ơn nghĩa nữa nha. Thưa bà. Ủa, giải ở đâu vậy Dậu? Dạ, của bà cả đưa cho bà may đồ. Vậy hả? Em cứ để xuống đó đi. Dạ. Dậu nè, mặt của em sao rồi? Còn bị đau nhức nữa không? Dạ, cũng đỡ sưng nhiều rồi. Chắc là vài ba hôm nữa sẽ hết thôi à bà. Ừ, cũng mong là nó mau lành. Chứ em còn như vậy ngày nào là ta còn áy náy ngày đó. Ta vẫn biết chị hai không ưa gì mình, nhưng cũng không ngờ chị hai lại tìm em để trút giận như vậy. Thiệt là tội nghiệp em quá. Nếu ta không ra mặt
thì em đâu có bị đánh oan uổng như vậy. May mà nhờ có Phú Túc có mặt kịp thời, chứ không thì không biết chỉ còn hành hạ em tới đâu nữa. Dạ, chuyện qua rồi, bà cũng đừng có áy náy nữa. Với lại mọi sự đều do bà hai cố ý sắp đặt. Cho dù bà có can ngăn hay không thì em cũng sẽ bị đánh dằn mặt thôi. Bà đừng có nghĩ nhiều quá mà cực thân nghe bà. Em ngồi xuống đây. Thật ra ta muốn không nghĩ cũng không được. Em thấy đó, ta vì sợ vướng vào những chuyện thị phi rồi tranh sủng này nọ nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng. Vậy mà cũng không tránh được sự đố kỵ ghen ghét. Em nói đi, bây giờ ta phải làm sao đây? Hay là tại bà nhẫn nhịn nên họ mới làm càng như vậy? Nhìn bà bị người ta ức hiếp, em tức lắm. Nhất là bà hai á, lúc nào cũng tìm cách nói xấu, hãm hại bà. Em theo ta lâu rồi, em cũng thừa biết tính ta mà. Ai làm gì hay nói gì, ta cũng đều biết hết. Nhưng ta chọn cách im lặng vì không muốn hơn thua ai cả. Còn về chị hai, ta không phải không biết sự đố kỵ của chị. Từ ngày ta bước chân về đây, ta đã cố hết sức để bỏ ngoài tai những lời gièm pha. Mắt không thấy, tai không nghe thì tim mình sẽ không đau. Cũng bởi vì ta tin vào luật nhân quả. Em cứ chờ mà xem. Ở hiền thì sẽ gặp lành thôi. Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy mà. Có dụ nhân quả thiệt không bà? Nhưng mà chờ tới lúc họ gặp nhân quả, chắc lúc đó em cũng chào Diêm Vương rồi á. Đừng có nói tầm xàm như vậy. Mà nghĩ lại, thấy em chịu thiệt thòi cho ta quá. Chỉ vì họ muốn triệt hạ ta mà cứ kiếm chuyện sanh sử với em hoài. Bà nói vậy sao được? Ơn của bà, em và gia đình đời này kiếp này không bao giờ quên được. Ngày xưa nếu không có bà giúp thì cha em chết cũng không được mồ yên mã đẹp. Còn thân em nè, giờ này chắc trôi sông lạc vợ, không biết về đâu nữa. Chút thiệt thòi này không có thấm vào đâu so với tấm lòng của bà đâu. Bà đừng có nói vậy nữa nha bà. Thôi, mà đừng nhắc chuyện ơn nghĩa nữa, nghe mà đầu thúi ruột nè. Dạ. Em nói cái gì vui vui đi. À đúng rồi, hình như cậu Thế đang có tình ý với em đúng không? Ta thấy từ lúc em gặp chuyện, ta thấy cậu ấy cứ lo lắng, rồi chạy tới chạy lui cứ y như gà mắc tóc vậy đó. Ta thấy thì là mắc cười. Mà ta cũng mừng cho em. Đàn bà như mình không cần được nhiều người thương đâu, chỉ cần một người thương mình thật nhiều, như vậy là đã có phúc rồi. Em nhớ nha dậu. Em với anh ta đâu có gì đâu bà. Em không có ý với người ta, nhưng mà người ta đâu có nghĩ như vậy. Mà ta thấy cậu Thế cũng được đó, hiền lành, tốt bụng, hết lòng thương em. Tướng tá thì khỏe mạnh, nhìn cũng dễ coi. Có được người chồng như vậy thì cũng coi như mình có phúc rồi đó nha. Dạ, nhưng mà bây giờ em chưa nghĩ tới chuyện chồng con đâu. Bây giờ em chỉ muốn theo hầu hạ bà thôi. Thiệt vậy sao? Để ta xem khúc giải của chị cả tặng nha. Dạ. Vậy được không bà? Mạnh hơn chút xíu nữa đi, chứ dạo này ta mệt quá. Dạ. Dạ thưa ông mới về. Ông. Dậu nè, ra lấy thau nước cho ông ngâm chân. Dạ.
Hôm nay công việc ra sao mà ngó bộ ông mệt mỏi quá vậy? Ngoài mấy thứ thường lệ thì lại có mấy vụ tiếp khách đột xuất nữa. Phải chi thằng Phú Túc nó giỏi giang, cảnh giác cho tôi đỡ đần một chút thì tốt biết mấy. Thì có gì ông từ từ chỉ dạy cho con, rồi giao bớt việc cửa tiệm cho nó quản lý. Ta mong đến ngày đó lắm. Mà sao thấy xa xôi quá. Mấy hôm nay phải gói ghém giải quyết việc cho nhanh, để còn lên kinh thương thảo, làm ăn với mấy thương nhân trên đó. Đường xa việc thì lại nặng, càng nghĩ thì càng thấy lo. Ông tính lên kinh sao? Lần này ông đi bao lâu? Đi về chắc cũng phải mất 3 tuần trăng. Lâu dữ vậy sao ông? Nàng ở nhà một mình rồi, có buồn á thì rủ bà cả bà hai đi qua bên trấn mua sắm giải khuây nghe. Thôi em không thích mấy chỗ chợ búa đâu, cũng không có nhu cầu mua sắm gì hết. 3 tuần trăng xa ông em thấy dài quá à. Như chim lẻ bóng, như cây lìa cành. Hay là ông cho em đi theo để bầu bạn, đặng em ở bên cạnh chăm sóc cho ông. Không được, tuyệt đối là không được. Sao vậy ông? Vợ đi theo chồng cũng là chuyện thương tình mà. Thì chỗ đàn ông mua bán, nàng đi theo làm gì chứ? Ý của ta là nàng có đi theo thì cũng ở trong phòng suốt, có khác gì ở nhà đâu. Chưa kể đường xá xa xôi vất vả, nàng thì không quen gió máy, dễ đổ bệnh dọc đường lắm. Bây giờ ông đang kiếm cớ bắt em ở nhà sao? Em tuy ít giao thiệp ở bên ngoài, nhưng vẫn biết là muốn lên kinh thì phải ngồi thuyền mất mấy ngày. Như vậy cũng không quá mệt. Lên kinh thành thì ông có lo việc của ông, em sẽ giãn cảnh cho mở mang đầu óc. Không được, ta nói không được là không được. Kinh thành nó náo nhiệt lắm, không hợp với mình đâu. Thưa bà, có nước nhưng mà rồi hả? Vô đây, vô đây. Không phải là ta không muốn cho nàng lên kinh, vì lý do không tiện nói ra, chứ có nàng cận kề sáng tối ta cũng muốn lắm chứ. Sao hôm nay ông thức sớm vậy? Bộ có chuyện gì khiến ông suy tư hay sao? Tôi sắp lên kinh bàn bạc mấy chuyện làm ăn. Lần này tôi đi thì ít nhất cũng phải 3 tuần trăng. Điều mà tôi lo lắng nhất là các công việc ở cửa tiệm. Không biết thằng Phú Túc có cán đáng nổi hay không. Ông cứ tin ở con mình, thằng Phú Túc á, nó cũng đâu có đến nỗi nào. Bấy lâu nay vì có ông bảo bọc cho nên nó mới ỷ lại. Lần này tự mình cán đáng mọi việc thì tôi tin nó sẽ cố gắng lo cho chu toàn thôi. Không biết được như bà nói không, chứ cái vụ bà muốn nó có vợ sớm để tu chí làm ăn là tôi thấy chật rồi đó. Hồi đó tôi đã nhắm con gái ông thương gia Lương ở kinh rồi. Rồi đợi tới lúc mình mở các cửa tiệm ở trên đó, rồi hai bên kết thành xuôi gia, thì như vậy quá thuận lợi. Vậy mà một hai bà cứ thuyết phục tôi phải cưới con Khê cho nó liền. Lúc đó bà nói hay lắm. Nào là gia đình con nhỏ này tuy nghèo nhưng gia giáo, cha nó từng là thầy đồ đức hạnh nổi tiếng khắp làng,
nên có nó về làm dâu là phước đức gấp ba đời. Rồi nó sẽ kèm cặp thằng Phú Túc nên người. Vậy mà bây giờ thì sao? Vẫn rong chơi tối ngày, có giỏi giang được gì đâu. Hôm vừa rồi á, nó lại làm hỏng chuyện ở bên xưởng gốm á, tôi phải đứng ra xử lý mới êm đó chứ. Thiệt là tức chết với nó mà. Phải chi có chú ba ở đây phụ ông một tay thì hay biết mấy. Vậy tôi sẽ nhắc nhở thêm thằng Phú Túc. Ông cứ yên tâm lo chuyện lớn đi. Mà nè, dạo này ở trong nhà chị em có hòa thuận vui vẻ với nhau không vậy? Sao ông lại hỏi như vậy? Bộ có ai thưa gửi về ông hay sao? Không, chỉ là hôm bữa tôi có kêu Như Nguyệt là khi mà tôi có đi vắng, rủ mấy chị em cùng nhau đi ra trấn mua sắm cho khuây khỏa. Nhưng lúc đó tôi thấy cổ ngại ngại sao á, hay là có chuyện gì xích mích bất hòa với chị em sao? Tôi chuyện này tôi thiệt là có lỗi khi mà để đến tai ông. Vậy là trong nhà có chuyện lộn xộn thiệt sao? Ủa, bình thường ông Trịnh rất là quý bà ba, tại sao lần này ông không cho bà ba theo Linh Kinh vậy? Tôi thấy là ông đang suy tính cái chuyện gì đó. Hey, thắc mắc hoài. Muốn biết lật sổ sách ra coi cái chuyện gia chủ cách đây 8 năm là biết liền. Chuyện cách đây 8 năm? Không nhớ gì hết trơn. Nó mí mí chứ tôi biết được không? Đó là cái chuyện của ông ba, em ruột của gia chủ nhà này đó. Chắc tại là ông đi lâu quá cho nên bà không nhớ á. Vậy là có liên quan tới Trịnh Trọng Sinh hả? Không nhớ gì hết trơn. Bởi vậy ta nói muốn biết thì lật cái sổ sách ra, coi lại cái chuyện đó từ đầu tới cuối. Chuyện đó coi ba ngày ba đêm còn hết nữa. Chuyện đó là cái chuyện thiên tình sự lâm ly bi đát. Lâm ly bi đát? Không nhớ gì hết chưa? Trời. Ủa, nhưng mà có liên quan gì đâu? Với cái chuyện mà ổng không cho bà ba theo Linh Kinh, hai người họ cũng là anh em mà. Không những là anh em mà còn là cố nhân. Cố nhân? Không nhớ gì hết chưa? Mệt đâu á. Mệt thiệt. Thần thánh mà không nhớ gì hết á. Thiệt tình luôn á. Bà làm táo chi vậy? Hả? Trời ơi, chuyện cách đây 8 tiếng tôi còn không nhớ. Nói chi 8 năm, không nhớ gì hết trơn. Vậy bà làm táo gì vậy? Để làm vợ hai ông. Thôi bà cũng không cần phải nhớ đâu. Quan trọng là tôi nè. Tôi ghi chép sổ sách sao cho đúng sự thật. Để chi? Để cái chuyện năm não năm nào mình lật ra cái mình nhớ liền. Đúng không? Đi đâu? Đi đâu? Đi coi sổ, đi chung không? Có sao không chậu? Mặt em bớt chưa? Để đến coi coi. Dạ đa tạ cậu. Cũng đỡ chút chút rồi đó. Đây, em cầm chút bạc này cho thầy Lan bốc thuốc nha. Em cầm đi, để lâu coi chừng bệnh nặng đó. Dạ, con không có dám nhận đâu. Hôm bữa bà đã đưa thuốc cho con sức rồi. Ừ, vậy cũng được. Nhìn khuôn mặt của em đang xinh đẹp mà tự nhiên bị như vậy, ta thiệt thấy xót quá. Chỉ mong em mau lành trở lại như xưa thôi. À, còn chuyện con Lựu, em có muốn ta giúp em trừng trị con đó không? Dạ, không dám làm phiền cậu đâu.
Chị Lụ cũng là phận tôi tới như con. Chủ sai sao thì làm như vậy, chứ không có chút tư thù gì hết. Chuyện xảy ra cũng một phần lỗi do con. Nếu như con biết nhẫn nhịn, ôn hòa hơn thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Chuyện này làm sao do em được? Ta nhìn vô là biết ngay. Má Hai chỉ mượn em để dằn mặt má Ba thôi. Dù em có ý tứ giữ gìn như thế nào đi nữa thì mấy chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi. Mà ta sợ là cái chuyện này còn sẽ đến dài dài, chứ không phải... Trừ phi em thay đổi địa vị của mình trong Trịnh gia. Cậu Hai nói cái gì con không hiểu gì hết. Ta đã nói đến như vậy mà em vẫn không hiểu sao? Nếu như em không phải là tôi tớ trong nhà này, con Lụ làm sao dám hầm hầm bắt nạt em được? Có khi đến cả mợ Hai cũng phải dè chừng em nữa đó. Thiệt tình cậu nói gì con vẫn chưa tỏ. Con là phận tôi tớ, giấy trắng mực đen, danh tự đã ghi rõ ràng, làm sao mà thay đổi được. Mà cậu nói gì kỳ khôi quá à. Cái gì mà bà Hai phải dè chừng con? Không khéo ai nghe được con bị quở phạt là chết con á cậu. Thì nếu em làm mợ Hai trong cái nhà này thì mọi thứ sẽ khác. Em có hiểu chưa? Cậu nói mợ Hai là sao? Con không hiểu. Thì vợ của cậu Hai là mợ Hai. Em thường ngày thông minh lắm mà, sao hôm nay chậm hiểu vậy? Cậu Hai vẫn có quyền nạp thêm thê thiếp mà. Cậu đừng có nói đùa chơi như vậy không có được đâu. Con tự biết thân phận tôi đòi của con trong nhà này. Cậu đừng có nói như vậy, tội nghiệp con lắm. Em nhìn ta giống nói chơi lắm sao? Em mà bằng lòng thì ta sẽ cho em lên danh phận. Đây, em cầm lấy. Cái gì vậy cậu? Thì em cứ mở ra xem đi rồi biết. Vô đây. Đẹp quá à. Nhưng mà thôi đi, con không dám nhận đâu. Chỉ là đôi bông tai thôi, em nhận đi cho ta vui. Vậy nha, em cứ suy nghĩ thấu đáo lời của ta nói, rồi trả lời sao cũng chưa muộn. Ta đợi tin của em. Con Dậu. Dạ. Sao giờ này mà còn chưa vô bếp nấu cơm? Trưa trời trưa trật rồi. Dạ. Càng ngày tao thấy mày càng quá đáng rồi đó. Dạ vô liền. Rửa có mớ rau à? Mà rửa lâu vậy? Đi đâu biệt dạng vậy? Nấu nồi canh á, nước muốn cạn luôn à, mà chưa để rau vô nữa. Người ta nói mật ngọt thì chết rồi. Cứ thích nghe lời đường mật mà không chịu dòm trước ngó sau là có ngày chết chìm trong hũ mật đó nha. Tôi thấy mật ngọt ngon mà bà Xuyến, sao mà chết được bà? Thì tôi nói rồi đó, liệu mà giữ thân. Đừng tưởng mình có chút nhan sắc mà mộng mơ hảo quyền. Ham trèo cao rồi có ngày té đau. Rồi trách tôi sao không báo trước. Đừng có dại mà tin vô mấy cái lời đường mật mà làm chuyện bại hoại gia phong. Ủa chuyện gì bà Xuyến? Nãy giờ bà nói ai vậy bà Xuyến? Nhiều chuyện quá, mẹ lo lau cho sạch bát dĩa đi. Còn ai hiểu thì hiểu. Ủa, là sao?
tự nhiên bà xuyến vô nói trống không rồi bỏ đi. Là sao ông xỉu? Ơi, thì ai có tật thì giật mình, còn mày mày không có tật thì mày đi làm việc đi. Dậu, có cần tôi phụ gì không? Không. Tôi đi nghe. Cả nhà nghe đây, trước khi ăn tôi có chuyện muốn nói. Vài ngày nữa tôi sẽ lên kinh để bàn chuyện làm ăn với các thương nhân trên đó. Mấy ngày tới tôi vắng nhà, mọi người phải nhất nhất tuân theo sự sắp xếp của tôi. Phú Túc, chuyện coi quản cửa tiệm ở dưới này ta giao cho con đứng ra lo liệu. Có chuyện gì vướng mắc thì con cứ hỏi các quản đốc, ta đã dặn họ hết rồi. Dạ, con biết rồi thưa cha. Cha cứ tin tưởng ở con. Ừ, cha chưa nói hết. Cha cần con chuyên tâm vào công việc, chứ không chỉ là lời hứa suông. Còn chuyện con với Bích Khê, nhớ thu xếp làm sao, đừng có để mang tiếng thị phi đó. Dạ, con biết rồi thưa cha. Còn chuyện trong nhà, mọi người phải nghe theo bà cả, đừng có làm chuyện gì gây xào xáo, mất hòa khí của Trịnh gia. Lần này tôi đi ít nhất cũng 3 tuần trăng. Ủa, lâu dữ vậy sao ông? Vậy thì phải có đứa nhỏ nào đi theo hầu hạ ông, chứ ông đi một mình như vậy tôi không có yên tâm. Thôi không sao đâu, chỉ cần là bà ở nhà đừng gây thêm chuyện rối rắm là tôi yên tâm lắm rồi. Lần này tôi đi, tôi sẽ đưa bà ba theo, nên chuyện ăn ngủ đã có người lo cho tôi, bà khỏi phải lo. Ủa ông, sao chuyện này ông không nói cho em biết trước? Vậy thì bây giờ em biết cũng chưa muộn mà. Em ba, vậy thì mọi chuyện trông chờ vào em đó. Ông đi chuyến này có em đi theo kề cận chăm sóc, chị cũng thấy yên tâm phần nào. Thôi được rồi, ăn cơm đi, tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Mọi người cứ thế mà làm theo. Dạ. Ăn đi em. Ăn đi con. Ăn đi. Em coi kiểm tra kỹ đồ, coi chừng thiếu đồ của ông đó nha. Dạ. Em đang sửa soạn để khăn gói lên kinh đó hả? Chà, chắc cũng ủy ôi dữ lắm nên ông mới cho đi theo đúng không? Vậy mà khi nãy em làm như bất ngờ lắm. Đực cười. Lần sau nếu có giả bộ thì em nên khéo một chút nha, chứ làm như vậy chị thấy giả trân hà. Chị hai à, em biết mình nói gì chị cũng không tin. Thiệt sự hôm trước em có ngỏ lời muốn theo ông lên kinh, nhưng ông không chấp nhận. Ai dè hôm nay ông nói như vậy khiến em bất ngờ thật. Thấy chưa, chị biết ngay là cũng xin ông đi theo mà. Nhưng đàn ông họ đi để làm việc lớn, mình là đàn bà con gái, đi theo làm gì cho vướng chân vướng tay vậy em? Mà nói tới nói lui, chị cũng có lời khen em quá giỏi. Mai mốt nhớ dạy chị cách nói sao cho ông siêu lòng nha. Chị hai nói như vậy là khen hay là mỉa mai em vậy? Ôi, chị nể tài em không hết, lấy đâu ra mà mỉa mai em? Em đừng có nghĩ vậy, mà tội chị lắm. Rồi không khéo ông mà nghe được, rồi ai đó thầy lai, có phải chị bị la oan uổng không? Mà thôi, em sửa soạn hành lý tiếp đi, chị không phiền em nữa. Chúc cho em có một chuyến đi thượng lộ bình an. Em nhớ mua quà về cho chị nha. Nghe nói 100 lượt trên kinh đẹp mà tốt lắm.
Rõ ràng là bà ta móc mẻ xỉa xói bà, vậy mà bà vẫn nhẫn nhịn trả lời như không biết. Chứ không lẽ em kêu ta ăn miếng trả miếng sao? Ta không quen kiểu đó. Bởi vậy bà hai mới luôn hiếp đáp bà mọi lúc mọi nơi. Em nghe mà muốn nóng mặt giùm bà luôn á. Thôi bỏ qua đi. Chắc là chị ấy nhất thời không kiềm chế được cơn giận. Chỉ có mình ta được theo ông lên kinh thôi. Bực bội làm chi cho thêm ưu phiền. Không phải có câu một câu nhịn là chín câu lành hay sao? Nếu như ta với chị ấy mặt nặng mày nhẹ thì có phải người khó xử là ông hay không? Bà thiệt là biết nghĩ cho người khác. Nhưng mà nhiều khi mình biết nghĩ quá, người ta nghĩ là mình sợ nên người ta càng lớn lướt. Em mà ở địa vị như bà là em chọc cho bà tức bể lồng ngực luôn mới hả dạ được á. Thôi ai nghĩ gì mặc kệ người ta, ta không có quan tâm. Em mau thu xếp giùm ta đi, lo nói rồi quên, tới lúc đó ông không có mà dùng đâu đó. Em xếp xong rồi đó bà. Dạ đây, không có thiếu cái gì hết trơn á. Lúc nãy có ai thấy chuyện này không? Dạ, may là lúc đó chỉ có một mình tôi. Tôi thấy vậy cho nên mới giả đò ra phá đám. Chỉ sợ ai thấy là nó ra nó vô không có tốt. Ừ, thiệt tình cái thằng này. Cô làm như vậy đúng lắm. Nhưng mà theo như những gì cô thấy thì con dậu cũng có tình ý với thằng hai sao? Có tình ý hay không thì tôi cũng không chắc. Nhưng không đồng tình cũng không phản ứng. Vậy là nguy rồi. Nếu như mà kéo dài sợ là có chuyện. Cái thằng này hết nói nổi rồi. Ông còn chưa ra khỏi nhà mà đã quên hết lời dặn. Việc bộn bề thì không lo, mà lại đi lo tán tỉnh con ở. Thiệt là hư thân mất nết mà. Dạ bà ơi, vậy bây giờ bà tính sao hả bà? Hay là bà có muốn tôi làm gì nữa không? Thôi, cô tranh thủ đi lo mua mấy thứ cúng kiến cho ngày mai. Còn chuyện này để tôi lựa lời khuyên nhủ thằng hai. Dạ tôi biết rồi, tôi đi làm việc. Mày có thấy rõ không? Là đôi bông tai sao? Dạ, con thấy rõ ràng. Cậu hai dúi vô tai con dậu đôi bông tai mù u mà. Chắc chắn là nó lấy của vợ nó rồi. Chứ chẳng lẽ nó siêng tới nỗi ra chợ mà mua bông tai tặng con dậu sao? Chắc là vậy đó bà. Đôi bông tai con nhìn sợ quá, thấy cũng đẹp lắm mà. Đúng là cha nào con nấy, háo sắc thì không ai qua. Vợ mới đi xa thì tòm tèm tán tỉnh con ở. Rồi còn con dậu thì sao? Nó có lấy không? Trời đất ơi, nó khoái thế mồ luôn. Nó lấy xong, nó giấu vô tay rồi biến vô bếp luôn bà. Con đó cũng giống chủ nó. Thấy đàn ông hả? Là trổ mồi lẳng lơ đưa đẩy để được sướng tấm thân. Đúng. Nó tưởng thằng hai thương nó chắc. Ơi, chẳng qua là thằng này nó muốn thay đổi khẩu vị thôi. Ăn cao lương mỹ vị riết, rồi đâm ngán. Lâu lâu thèm rau dưa đó mà. Thấy mà phát ghét. Để tao nói với con chủ nó, vậy lại nó mới được. Cho chừa cái nết lẳng lừ. Ý, bà nói nó sẽ chối, dễ gì nó nhận bà. Với lại, bà ba cũng sắp lên kinh rồi. Cũng không có tâm trí nào mà lo chuyện con dậu đâu bà. Ha. Mày nhắc tao mới nhớ. Mai là nó theo ông Tháp Tùng lên kinh rồi. Nghĩ tới mà tức. Tại sao nó được lên kinh, trong khi đó tao lại ở nhà? Tao là lớn, đáng lẽ tao phải được đi trước nó. Rồi tới khi nào tao chán thì mới tới phần của nó chứ. Còn thấy bà ba quả là ghê gớm. Giả bộ hiền lành nhưng toàn ra kế hiểm.
Chắc hả, bà đang hả hê lắm. Vì nghĩ mình đã làm mỉ mặt bà, cho bà biết ai là người mới quan trọng với ông nhất. Mà ông khéo á, bà còn nói ra nói vô với ông để ông ghét bỏ bà không chừng. Mày im miệng mày đi, tao còn chưa chết, dễ gì cho nó qua mặt. Nhưng mà chuyện bà ba cùng ông lên kinh, coi như nói cho cả thiên hạ biết rồi còn gì. Còn chắc chắn á, bà ta không có vô tư mà có âm mưu từ trước á bà. Mày im đi, tao đang tức đây nè. Tao sẽ không thể để nó đi chuyến này trót lọt được. Mà nó đi á thì mặt mũi tao để ở đâu, đúng không? Ừ, đúng vậy đó bà. Ông đã chọn bà ba thì làm sao bà cản được? Không cản, nhưng tao có cách khiến nó không thể đi. Cách gì thưa bà? Nói về trí thông minh thì tao có thừa, nó không phải là đối thủ của tao đâu. Tao sẽ khiến nó dở khóc dở cười, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Lại còn bị ông trách mắng. Bà ba đâu rồi? Sao trưa trời trưa trật mà chưa ra đây nữa? Thoa son nhậm phấn cái gì mà cả buổi cũng chưa xong? Lựu. Dạ. Con chạy vô phòng bà ba, nói bà ba ra liền, ông đang chờ ngoài này. Dạ. Chết rồi ông ơi! Chết rồi ông ơi! Ông ơi! Cái gì? Bà ba đâu, sao lại là mày? Dạ, bà ba đang ở trong nhà xí á. Không biết hôm qua tới giờ ăn gì mà trên thổ dưới tả. Bà ở riết ở trong đó có mũi luôn. Bây giờ chân tay của bà bụng rủng đứng không nổi nữa ông. Đã biết đi đường xa mà ăn uống không kỹ lưỡng gì hết, cho bà ở nhà luôn đi. Ừ, sao được, ông đi xa phải có người đi theo hầu hạ, cơm bưng nước rót chứ. Chị cả đừng lo, em nguyện thay cho em ba chăm lo cho ông trên dặm đường xa xôi. Em hai, em định tháp tùng ông đi lên kinh thiệt hả? Dạ, cái việc nặng nhọc này chị cứ để cho em. Được rồi, để giờ khởi hành rồi, bà hai đi theo tôi đi. Dạ. Bà đúng là cao tay. Mày cứ theo kế hoạch của tao bày mà làm. Nhớ cho nó uống thuốc nặng tay một chút cho chắc ăn nghe không? Dạ. Cắt xích xích vô đây nè. Dạ. Làm gì bớ bớ ngoài vậy? Chị giỡn á, chị gọt luôn đi. Mắc cười quá. Ông xỉu dây cho mày, dây cho tao đâu mà gọt. Ơi, tự tử làm gì? Làm việc đi. Còn nhỏ này nữa, kiếm gì làm đi. Ngồi lèm bèm hoài, để cho nó gọt đi. Mày cố gắng em gọt nhanh cái thơm giùm tao coi. Thằng quỷ này. Dạ. Đi chỗ khác coi. Trời ơi, cái bếp người ta đang làm việc sàn ràng làm gì đây? Anh thấy anh đang nướng bắp. Mà không cần hỏi á, còn biết anh nướng cho ai rồi. Ê Thế, ở trên đời này á, ta chưa thấy ai mà si tình như mày hết trơn á Thế. Thế kệ tôi, ông lo làm việc của ông đi. Ai, si tình mà còn ngu nữa. Ê Lũ, tự nhiên cái mày ăn nói sắp ông ta vậy mày? Tự nhiên mày chửi Thế ngu. Ủa, bộ nó thương con dậu, nó không thương mày, rồi tự nhiên mày đâm thọt mà tức hả? Sao tôi mà thèm hả? Có người suốt ngày á xuống bếp á lóc cốc luộc hột gà rồi lại nướng bắp đặng á mà lấy lòng người đẹp. Ai dè người đẹp á chỉ tơ tưởng tới cao lương mỹ vị thôi, có thèm đói hoài gì tới đâu. Vậy không ngu chứ lại gì? Đúng là giả tràng xe cát. Lũ à, cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, vòng vòng chỉ cho mệt vậy. Ủa, tôi nói thẳng dục vậy á chứ có lòng vòng đâu. Chưa, vậy mà người ta nói ngu á thì tự ái. Nói cho mà biết, người ta không có thèm cái chân tình của anh đâu. Người ta mộng cao lắm, người ta muốn làm tới mợ ở trong nhà này đó. Trời ơi, ý mày nói con dậu đang có tình ý với cậu hai hả? Ông á đúng là sống lâu năm, nói ít hiểu nhiều. Ừ. Nè Lũ, cô nói xấu tôi thế nào thì tôi cũng bỏ qua, nhưng mà cô đừng có đặt điều nói xấu về dậu nha.
coi chừng cô suy bụng tay ra bụng người đó. Dẫu không phải là dạng người tham phú phô bần như cô nghĩ đâu. Trời, nói ra là bên chầm chầm mà. Nè, coi chừng có ngày mất trắng nha. Anh biết một á, chứ không biết hai. Còn tôi á, đàn bà con gái với nhau nè. Con dậu nó nghĩ cái gì á, tôi đi guốc trong bụng nó luôn đó. Nè con Lụ, giờ này mà còn ngồi ở đây, bà đặt nhiều chuyện nữa. Nè, tao nghe bà hai á, réo mẻ trên nhà kìa. Bà sai mày làm gì mà mày còn ngồi ở đây? Chết, tôi quên. Đi chai bình trà mà quên. Trời ơi. Ông Diễu, vậy được không? Còn mấy người nữa, lo mà làm việc đi. Tụm năm tụm ba nhiều chuyện, không sợ mấy bà quở hả? Dạ. Trời ơi là trời. Ủa ờ, theo tôi thấy hồi nãy cô Lụ nói là cô dậu có tình ý với cậu hai nhà này. Cô là ủa có thiệt không ta? Trời ơi, hỏi cái gì mà hỏi, ông ghi vô đi thiệt đó. Vậy à? Tôi không có tin. Tôi nghĩ là cô Lụ không ưa cô dậu cho nên mới nói bỏ gác vậy thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Cô dậu, ủa cô dậu có cậu Thế rồi mà. Ông ngây thơ quá, muốn biết phải không? Hỏi bà đi, bà rành lắm á. Gì vậy? Chuyện này sao, nói tôi nghe coi. Ông nhớ cái hôm mà cậu hai can gián không cho bà hai tát cô dậu không? Nhớ. Ừ, hình như là từ hôm đó cổ đã nhen nhóm sự ngưỡng mộ cậu hai. Ồ. Rồi sau đó cậu hai tán tỉnh cổ, tặng đôi hoa tai cho cổ, cho nên cổ cũng có cảm tình chút chút. À, thì dù sao cổ cũng là gái mới lớn mà. Hén. Ủa, chút chút như vậy góp lại là yêu rồi. Ừ. Ủa, nhưng mà vậy còn cậu Thế thì sao? Làm sao mà trách cô ta được chứ. Một bên á là cậu hai hào hoa phong nhã và có quyền thế, còn một bên á thì nghèo rớt mồng tơi, chỉ có tấm chân tình thôi. Ủa, nhưng mà cậu hai đã có vợ rồi mà. Hey, thì đã sao? Đàn ông con trai trong nhà này được quyền cưới vợ lẽ mà, như ông Trịnh vậy thôi. Ủa nhưng mà Nhưng mà hoài ha. Bây giờ ông không viết vô nha, lát nữa quên một cái thôi đó. Tới lúc cô dậu lên làm mợ hai nhỏ thì lúc đó lại ủa nữa. Không ngờ thế. Tội cho cậu Thế quá. Ủa nhưng mà ủa hoài hả? Cậu Thế, ngày mai là em với ông lên kinh rồi. Thời gian nhanh thiệt đó. Em đã chuẩn bị hành lý xong xuôi chưa? Dạ, đâu vào đó rồi chị. Mấy đồ dùng hàng ngày em đã xếp vào hết rồi, cũng không còn gì đâu chị. Có em đi theo, chị cũng thấy an tâm. À, có chuyện này chị muốn nói với em. Con dậu hầu gái của em đó. Dậu thế nào hả chị? Có phải nó làm gì khiến chị phiền lòng không? Để em dạy lại nó. Không phải vậy, nó không làm gì có lỗi với chị hết. Nhưng trong nhà này đang râm ran nhỏ to chuyện của con dậu với thằng hai. Không biết em có nghe gì chưa? Trời ơi, có chuyện đó nữa hả chị? Cũng chưa có gì ghê gớm hết, nhưng mà em biết rồi đó. Trai gái ở gần như lửa gần rơm, kẻ đưa người đẩy, sẽ thành đám cháy không thể dập tắt được. Dù sao thì con dậu cũng là phận tôi tớ. Nó gian díu với cậu hai nhà chủ thì e rằng chịu thị phi điều tiếng là nó, chứ không phải thằng hai đâu. Chị đúng là có hơi lo xa, nhưng mà thà như vậy còn hơn. Chứ để mưa rơi rồi thì mới đi hứng dột thì e là lúc đó đã trễ rồi. Em tìm lời khuyên nhủ nó, nhắc cho nó nhớ thân phận của mình, đừng vì một chút xao lòng rồi lại thiệt thân. Dạ, em đa tạ chị đã có ý nhắc nhở. Để em về em răn đe nó lại.
Em hứa sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Thôi mình về đi chị, kẻo trời tối. Ừ, đi em. Chị ơi, chị đi nữa hả? Chị hai, chị sẽ phải quay lại nhà chồng. Giam ba hôm chị sẽ quay lại đây liền. Ở nhà tiện nhớ uống thuốc giỏi, đừng có bỏ thuốc nha. Chị sẽ về liền với em mà. Chị hai, về nhanh nha chị hai. Em chồng chị hai lắm. Chị hứa mà. Tí, đừng có mất ước như vậy. Chị hai đi nha. Chị hai đi nha. Tí, Tí, Tí ơi. Tí, em sao vậy Tí? Tí ơi, Tí, Tí ơi, em đừng có làm chị sợ mà Tí. Tí ơi, Tí, cái hồn cái của em tôi rồi. Tí ơi, Tí ơi, em sợ vậy? Tí ơi, Tí, Tí ơi. Dạ thưa bà, nước mát của bà có rồi ạ. À? À, em để đó đi. Dạ. À, dậu nè. Dạ. Ngày mai ta lên kinh. Em ở nhà, nhớ nghe theo sự sắp đặt của bà cả. Tuy em là người của ta, nhưng mà ăn cơm nhà họ Trịnh, em phải biết nghe lời người ta nghe không? Như vậy thì mới đúng đạo lý. Dạ, em hiểu mà. Bà đừng có lo nha. Ừ. Em cũng sẽ né con lựu, để không xảy ra chuyện khiến cho bà mang tai mang tiếng nữa. Em biết như vậy thì ta cũng thấy an tâm. Nhưng mà em nhớ nè, tuy là em hiểu chuyện, nhưng cũng là gái mới lớn, sẽ dễ bị lời ong tiếng ve làm cho xao lòng. Cho nên ráng nhìn người cho tỏ, đừng có nghe lời đường mật mà thiệt thân nghe em. Ừ, bà, có phải ai nói ra nó vô gì cho nên... Ta cũng không giấu gì em. Hôm nay đi chùa, bà cả có nhờ ta nói với em nên tránh xa cậu hai ra. Cho dù em không có gì, nhưng mà cũng đừng để cho người ta hiểu lầm như vậy. Em phải nhớ, cậu hai là cậu chủ của một gia đình danh giá. Còn em, tuy là có chút nhan sắc, lại thông minh lanh lẹ, nhưng vẫn là thân phận tôi tớ. Tốt nhất em đừng có suy nghĩ cái gì mà quá diễn dông, kẻo lại rước họa vào thân. Ta nói ít, mong là em hiểu được nhiều. Dạ, em hiểu rồi thưa bà. Ừ. Vậy thôi, em xuống bếp nấu giùm ta một chén cháo trắng. Đừng có cho thịt cá gì vào, ta muốn mai đi đường cho nhẹ bụng. Dạ. Ừ. Mỗi tối bà ta hay kêu con dậu xuống nấu cháo để ăn đêm. Mày thừa lúc con dậu sơ hở bỏ thuốc sổ vô nồi cháo đó cho tao. Bảo đảm không chỉ bà mất ngủ suốt đêm, mà sáng mai bà cũng không còn sức để lên đường. Giờ sao ta?
Ông bà, cô Lũ cô bỏ cái gì vô trong nồi cháo vậy? Thuốc sổ đó. Thuốc sổ? Sao bà biết? Hồi nãy tôi tình cờ nghe bà Hai với lại con Lũ bàn tính với nhau. Ủa nhưng mà cái nồi cháo đó là cái nồi cháo của bà ba mà, bỏ vô trong làm gì? Thì cũng bắt nguồn từ chuyện ông chủ đi buôn ở trên kinh thành đó, và muốn đem bà ba theo. Ủa vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết trơn. Đâu bà nói rõ hơn được không? Ông á, không những dễ tin người mà còn chấm hiểu nữa. Ủa lạ gì? Bà nói vậy là tôi hiểu liền. Hiểu sao đâu, ông nói tôi nghe coi. Tức là bà ba được đi linh kinh với lại ông, mà không cho bà Hai đi, cho nên bà ganh. Nên bà cho người hầu bỏ thuốc sổ vào cháo. Bà ba ăn xong, bà ăn xong, bà đau bụng cả đêm. Sáng mai còn sức đâu mà đi nữa. Cho nên khả năng bà Hai sẽ được thế chỗ. Tôi nói vậy đúng không bà? Trời đất quỷ thần ơi, ông thông minh dữ vậy hả? Quá khen. Chẳng qua tôi quá rành chuyện nhân tình thế thái của trần gian. Con người mà, hầu như ai cũng vậy. Thấy người ta hơn mình là sanh lòng đố kỵ ganh ghét. Rồi từ đó nghĩ tới chuyện bài mưu hại người. Con người bà này đúng thật là xấu xa. Đành vậy. Nhưng mà tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy tội cho bà Hai. Cùng một thân phận như nhau, vậy mà ông Trịnh lúc nào cũng trọng bà ba hơn, thì biểu sao bà Hai không buồn không tủi được cơ chứ. Hey, bỏ buồn tủi rồi có quyền kiếm chuyện người này hại người khác hay sao? Do bà ta bà xấu tính xấu nết thôi. Thôi đừng có tranh cãi nữa, tất cả chuẩn bị về để tôi ghi chép kỹ lại cái chuyện hôm nay cho. Đi. Dạ thưa bà, cháo đã chín. Bà để nguội một chút rồi ăn, không thôi phỏng nha bà. Để ta... không ấy, để con thổi nguội cho bà ăn nghe. Sao rồi? Xong việc tao giao chưa mà chạy về đây? Rồi, mọi chuyện y như bà tính. Con đã bỏ nguyên gói thuốc sổ vô trong nồi cháo của bà ba rồi. Nó không phát hiện đó chứ? Làm sao mà phát hiện được? Con mà ra tay hả? Con dẫu có ba đầu sáu tay cũng không biết đâu. Vậy mày có thấy bà ba ăn chén cháo đó chưa? Bà yên tâm đi, con mà đã làm là làm tới nơi tới chốn. Con thấy con dẫu bưng chén cháo vô phòng bà ba, rồi con mới chạy về đây nè. Hay lắm, không uổng công tao nuôi cơm mày. Đêm nay nó chắc sẽ bận rộn lắm đây. Bà, bây giờ bà cũng phải sửa soạn đồ đi chứ, để ngày mai ông nói một tiếng là bà lên kinh thành chung với ông liền. Đi theo hầu ông á với bà ba thì phải hầu cho cẩn thận nghe chưa? Dạ. Có chuyện gì là chết hết đó, biết không? Ông Xỉu. Dạ. Ông chưa ra sao? Dạ con chưa thấy bà. Ủa sao giờ này ông vẫn chưa ra vậy cả? Coi bộ hôm nay ông đi trễ rồi, chứ mọi khi ông đi sớm lắm. Dạ. Mặt trời đã lên ngọn sào rồi mà vẫn chưa thấy ông. Thôi để em vô coi sao. Dạ. Ủa, có gì mà trộn rộn vậy? Ông. Ủa em ba, em không sao chứ? Sao chị lại hỏi như vậy? Tại vì chị thấy hai người ra trễ quá, tưởng có chuyện gì. Không có gì đâu chị, tại đêm qua ông có công chuyện nên về trễ. Sáng nay ông dậy hơi trễ một chút thôi. Thôi tới giờ khởi hành rồi. Bà cả. Dạ. Ở nhà lo mọi chuyện cho tốt. Nhớ canh chừng cái thằng quý tử của bà đó.
Dạ, ông cứ yên tâm mà lên đường. Chúc mọi người thuận lộ bình an. Đi thôi. Dạ. Bà ơi, bà tha cho con đi bà ơi. Tha hả? Tại sao? Bà tại ơi, sao? Bà ơi, bà tha cho con đi bà ơi. Tại sao mày dám nói dối tao? Tại sao mày dám nói là mày thấy nó ăn cháo rồi? Mày dám bà ơi. Mày gạt tao hả? Con xin lỗi bà ơi. Con xin lỗi mà. Nói đi. Tại sao ăn rồi mà khỏe re như vậy? Con không dám gạt bà đâu bà ơi. Hay là mày không bỏ thuốc như lời tao dặn? Dạ không có đâu bà. Bà tha cho con đi bà ơi. Con có gan trời con không dám làm vậy đâu bà ơi. Chính tay con đã bỏ thuốc vô nồi cháo rồi. Con nói thiệt. Con nhìn thấy con nhậu bưng tô cháo vô phòng nên con mới ra mét cho bà đó bà ơi. Bà tha cho con đi bà. Mày im đi. Bây giờ mày có nói thánh nói tướng gì tao cũng không tin mày nữa đâu. Tao tin tưởng mày bấy lâu nay mà mày nỡ lòng nào mày phản tao như vậy hả Lụ? Dạ không có đâu bà ơi. Bà tha cho con có, đi bà. Không có bà tha cho con đi bà ơi. Dám ăn cây táo mà rau cây sung. Tao nhờ mày có một chút chuyện thôi mà mày cũng làm không xong. Chắc mày chán hầu hạ tao rồi đúng bà không? Bà ơi, con xin lỗi bà. Bà ơi, bà tha cho con đi bà ơi. Đi, đi ra khỏi mắt tao. Bà. Đi. Người xưa nói rất là đúng, gấp lửa bỏ tay người thì có ngày lửa cháy xén ngang mài. Người có tâm địa xấu xa luôn đình rập hại người thì trước sau gì cũng bị ngược lại à. Mà tôi thấy nhân quả tới hơi sớm mà nghe. Ủa chị Lựu, sao chị bị bà Hai đánh thê thảm quá vậy? Bộ chị làm gì không đúng hả? Tao không cần mày rủ lòng thương, mày biến đi. Chị khỏi đuổi tôi đi liền nè. Nhưng mà bộ chị không thắc mắc tại sao mà bà ba ăn cháo mà vẫn bình an vô sự hả? Bà ơi, chết rồi. Sao tự nhiên em nghe cháo có mùi hơi khói quá? Chắc là do hồi nãy em để lửa hơi lớn. Bà chờ em chút, em nấu nồi khác cho bà nhanh lắm nha. Ý à, giờ này mà còn làm gì hả dậu? Xong đi ngủ đi. Ờ thì mà làm gì vậy? Ờ ủa, mày nấu cháo cho ai vậy? Tôi nấu cháo cho bà ba nhưng mà bị hôi khói nên tôi định đổ đi nấu nồi khác. Thôi đây đưa coi. Trời thơm khói chứ không phải hôi, thơm khói dữ lắm. Đổ hả? Ờ tính đi đổ. Uổng lắm, tao đang đói bụng nè, cho tao đi. À, vòng chết luôn, không gặp là bỏ uổng rồi. Rửa chén tao luôn đi nha. Thì ra là mày, mày đã hại tao sao? Chị Lựu, chị nói lại đi, ai hại ai? Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, chứ đâu mất mớ gì tới tôi đâu. Thấy chị cũng tội nghiệp thiệt, nhưng mà cũng đáng đời. Ai biểu chị làm chuyện xấu xa à chi? Rồi giờ chị đứng đây than trời trách đất. Mày chờ đó, tao không quên chuyện này đâu. Ủa chị không quên chuyện này hả? Vậy chị sẽ làm gì? Còn tôi thì tôi cũng đâu có quên mấy cái tát của chị đâu chị Lựu. Con dậu này chỉ há miệng mắc oai một lần thôi. Mấy cái tát của chị
tôi nhớ như in. Chị chờ đó đi, chắc chắn sẽ có ngày tôi trả lại chị cả vốn lẫn lời. Mày, đêm qua ông ăn trúng cái gì báo hại tôi thức cả đêm với ông, mệt muốn chết đó. Nói chung không phải đêm qua đâu, mà tới bây giờ cũng chưa hết nữa nè. Nữa hả? Ít nữa rồi. Nhanh nhanh đi. Làm gì cười dữ vậy? Thì tôi vui tôi cười. Cái mặt không hề vui. Cái mặt này rất là vui nha, thật sự rất vui. Cuối cùng thì cô dậu cũng đã biết được âm mưu của chủ tớ bà hai. Bà ba đã an toàn và lên đường như dự định. Hay hết hồn mà. Tôi đã nói rồi, con người có tốt có xấu, đúng không? Đúng không? Hết hồn. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Như vậy là cô dậu không chỉ cứu được chủ của mình mà còn giúp cho bà hai. Đó là sao? Đó là không cho bà hai gieo cái nghiệp ác. Ủa, sao ông khó chịu quá vợ? Bộ mọi chuyện không giống như là suy đoán của ông nên ông bực mình hả? Tôi không có bực mình, nhưng cái giọng rất là bực. Tôi chỉ sợ bà hai nè. Bà hai nè, bà thua cái kèo này, bà sẽ tìm một cái kế khác nguy hiểm hơn. Vì bà ta là một người mưu mô, xảo quyệt. Bà ta không dễ bỏ qua cái chuyện này đâu. Ông đa nghi quá đi. Cứ sống theo cái cách mà nó diễn ra đi. Suy nghĩ chi cho nó mệt vợ. Họ chỉ ghen ghét nhau một chút xíu, hiềm khích nhau một chút xíu thôi, không có đến nỗi nào đâu. Hey! Thôi 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 được rồi. Bây giờ đang bực đúng không? Cái chuyện này cứ để tôi lo cho. Tôi sẽ lo chuyện này, tôi sẽ ký vô sổ bộ. Bây giờ chúng ta cùng đi thôi nào. Nhưng mà tôi không có bực. Thôi đi. Bà éo lo bò trắng răng, kinh thành rộng lớn bao la, dễ gì mà trùng hợp vậy? Dậu. Em đi đâu đó? Dạ con. À, con hai có chuyện muốn nhờ dậu. Mợ hai đi vắng cho nên phòng của cậu lộn xộn nhích nhác quá. Dậu giúp con hai dọn phòng nha. Vô đây. Em coi dọn dẹp phòng giúp ta đi. Dạ. Vậy để con lo bàn. Dậu nè. Dạ. Em ăn cái gì mà trắng da dài tóc dữ vậy dậu? Dạ thì con ăn cơm của nhà cậu mà. Đừng có mở miệng ra là xưng con này con nọ, nghe kỳ lắm. Ở đây chỉ có cậu với em, thì cứ xưng em cho dễ nghe nghe không? Dậu nè. Dạ. Giường của cậu bề bộn quá, dậu qua dọn cho cậu đi.
Dạ. Cậu làm gì vậy cậu? Cậu... Dậu nè, em có muốn nằm ở trên giường này mỗi đêm không? Cậu... Em có muốn làm mợ hai để ăn sung mặc sướng cả đời không cậu? Chỉ cần em gật đầu, ta sẽ giúp em ngay. Dạ, cậu đừng có giỡn nữa. Con làm gì có cái phần phước đó. Sao lại không? Chỉ cần em ngoan ngoãn chiều cậu thì một bước lên ngay. Cậu hứa sẽ nạp em làm thiếp và cho em ăn sung mặc sướng cả đời. Em chịu không dậu? Cậu nói cho vui thôi phải không? Chứ làm gì có cái chuyện quan đường dữ vậy. Có gì đâu mà quan đường chứ. Cậu là cậu hai mà. Chuyện biến em từ một con hầu thành mợ hai thì có khó gì với cậu. Nhưng để coi em có biết chiều chuộng cậu hay là không. Nhưng mà bà ba dặn là không có được nghe lời của cậu hai. Cậu nói cho vui miệng vậy thôi, chứ dễ gì cậu cưới em làm thiếp. Với lại thân phận tôi đòi như em đâu có dám trèo cao đâu cậu. Tại vì còn ý của ông nè, rồi bà cả nữa, chắc gì đã chịu. Chuyện nhỏ, cậu hai này chỉ cần muốn là được. Em không cần phải lo. Nay mai này cậu sẽ thừa kế cái gia sản này. Không những em được làm mợ mà còn được lên làm bà nữa. Sau này em sẽ có cuộc sống sung sướng giống như mợ ba của em bây giờ vậy đó. Em có chịu không? Con dậu, mày vô đây làm cái gì? Dạ, cậu hai biểu con vô dọn dẹp phòng cho cậu. Dạ đúng rồi đó má. Tại vì phòng bề bộn quá, cho nên con kêu con dậu vô thu dọn. Chuyện này má đã nhờ cô Xuyến rồi, con không cần phải lo. Còn con dậu, bà sai mày đi ra làm sao hái lá xong, tại sao lại còn ở đây? Dạ, bây giờ con đi liền. Dạ, chị cô đi ra ngoài. Phú Túc, con ngồi xuống đó má nói chuyện với con. Túc nè, con nên cẩn thận ý tứ một chút đi. Sao con cứ làm những chuyện cho má phải phiền lòng vậy? Con có làm gì đâu má. Má thấy rành rành như vậy đó mà con còn chối được sao? Con đợi đến lúc cả thiên hạ họ rần rần chuyện cậu hai của nhà họ Trịnh qua lại với con ở thì con mới chịu nhận hả? Sao mình cứ sợ miệng thiên hạ thì còn gì là vui nữa hả má? Con thích hưởng thụ lạc thú, vậy thì đừng làm cậu hai nhà họ Trịnh nữa. Con nên nhớ,
cơ ngơi nhà này sau này sẽ là do con cai quản. Con không tu tâm dưỡng tính ngay từ bây giờ thì chừng nào mới lo hả con? Sao mày không cho má yên tâm một chút nào hết vậy? Chuyện cần lo thì con cứ lơ lơ à, cứ sa đà vô mấy cái chuyện mà dễ mang tai mang tiếng. Như chuyện vợ con đó, về quê tới nay vẫn chưa thấy lên, mà sao con không nhắc tới? Không thấy con sốt ruột chút nào hết vậy hả Phú Túc? Nó tự bỏ đi thì mặc kệ nó. Nó không tự trồi đầu về thì nó đi luôn đi, quan tâm tới nó chỉ cho mệt. Mày ăn nói như vậy mà nghe được đó hả? Mày không sợ người ta nghe được rồi người ta chê cười hay sao? Đường đường là cậu hai nhà họ Trịnh mà ăn nói không khác gì một đứa con nít. Nó dù sao cũng là con dâu của nhà họ Trịnh, do chính cha má mang xính lễ qua rước nó về nhà này. Cho dù con không còn thương nó nữa thì cũng còn tình còn nghĩa. Trước khi đi cha con cũng đã nhắc nhở vụ này rồi. Nếu con không thu xếp ổn thỏa chuyện vợ con thì con liệu mà thưa chuyện với cha con đi. Nè Phú Túc, má chưa nói chuyện hết với con mà con đi đâu vậy Phú Túc? Cái thằng cái con dậu này nó ghê gớm hơn tao tưởng. Nó tính gài cậu hai để lên làm mợ hai sao? Nó bị nằm mơ giữa ban ngày rồi. Còn cái thằng Phú Túc nữa, vợ vắng nhà có mấy ngày đã ngứa ngáy, dụ dỗ luôn cả con ở trong nhà. Thiệt là bôi trò trét trấu nhà họ Trịnh mà. Mợ hai mà về quê càng lâu á là cậu hai tha hồ mà ông bướm, mà không phải là chuyện với con dậu thôi nghe bà. Con thấy lúc rày á, cậu thường hay về khuya lắm, người thì nồng nặc mùi rượu. Chắc là hả, la cà chốn thanh lâu để cậu giải khuây á. Đúng là thứ phá gia chi tử. Gia sản này trước sau cũng về tay của nó thôi. Còn con vợ của nó nữa, mắc cái giống gì cứ ở miết dưới quê không chịu lên. Có ngày mất chồng rồi hỏi tại sao. Chuyện đó hả, con đoán á là có nguyên nhân, nhưng mà con không chắc lắm. Mày nghe ngóng được gì, nói thử tao nghe coi. Dạ, thì con đoán mợ hai lừng khừng ở dưới quê là có nguyên nhân sâu xa hết á bà. Con nghe đồn á nha, mợ trước khi về đây có thương người nào đó ở dưới quê. Hai người hình như á cũng nghĩa nặng tình thâm lắm á bà. Hồi đám cưới mợ á, cả hai á từ biệt nhau, lâm ly bi đát lắm á. Có chuyện đó thiệt sao? Sao tao không nghe gì hết trơn vậy? Dạ, đám người hầu tụi con á chỉ dám nói lén thôi, làm sao bà nghe được. Vậy theo ý mày, đây là nguyên nhân cớ để con Bích Khê nấn ná ở dưới quê đúng không? Dạ, cũng dám lắm á bà. Nhưng mà cái này á, con chỉ đoán mò vậy thôi, con không dám chắc. À, mà cái đám hầu tụi bay á, tụi bay đồn bậy đồn bạ lắm, tao muốn thông tin rõ thôi. Con đoán mò, nhưng mà có cơ sở nghe bà, không có sai đâu. Có lần hả, con thấy mợ hai như người mất hồn, chỉ vì làm lạc mất cái khăn tay. Sau này mợ mới nói á là kỹ vật của cố nhân, con đoán là người đó chứ không ai hết. Không thương mà sao nâng niu nó như vật báo như vậy. Có chuyện hay rồi. Hay là sao hả bà? Thì có chuyện để tao chọc quấy thằng hai, để coi bà cả xử lý chuyện này ra làm sao. Dạ cậu hai, cậu hai muốn nhờ coi chuyện gì hả? Không, em cứ làm tự nhiên đi, ta chỉ đi hóng mát thôi. Dạ, mợ hai chừng nào về vậy cậu? Mấy nay không có mợ chăm sóc,
Nó cậu thấy rầu rầu rồi sao á? Ta rầu như cái gì em cũng biết mà, mắc gì liên quan đến vợ của ta. Dạ ba. Vợ con không biết ở dưới đó có chuyện gì không? Hay là con về đó với nó đi, coi có phụ giúp được gì hay không. Vợ chồng tối lửa tắt đèn có nhau. Má không thấy cha dâu con quản lý mấy cái cửa tiệm sao? Con có rảnh đâu mà đi xuống đó. Vậy chứ, mày đứng ở đó nói chuyện tầm xàm với người ăn kẻ ở thì được hả con? Sao lời má nói con không để tâm chút nào vậy hả Phú Túc? Con là cậu hai nhà họ Trịnh, người ngoài nhìn vào, kẻ dưới trông lên. Liệu mà coi cư xử, đừng để mất mặt gia đình mình. Con nên dành thời gian quan tâm chăm sóc vợ con một chút. Cưới được người hiền lành, hiếu thảo như nó là phước đức của Trịnh gia mình. Con đừng vì một chút ham chơi mà sau này ân hận nghe con. Trời ơi, má cứ càm ràm mấy cái chuyện này hoài à. Con nghe mắc mệt quá. Má của con nói đúng đó Phú Túc. Người như con Bích Khê, ra đường nhiều người mê lắm mà nghe. Con không biết giữ, khéo có ngày mất vợ như chơi đó. Em nói vậy là có ý gì? À, có gì đâu chị. Thì tại em thương thằng Phú Túc như con ruột của em, nên có ý nhắc chừng nó đó mà. Chứ đợi nước tới chân mới nhảy thì sợ chết có ngày. Phú Túc à, con phải cẩn thận đó nghe. Chớ con không thắc mắc tại sao mà vợ con mình cứ ở lì dưới quê vậy. Hay là nó có người tri kỷ nào đó ở dưới quê giữ chân nó rồi. Phú Túc, con mau đi vào trong nhà lo chuyện sổ sách đi. Dạ. Sao em ăn nói gì kỳ vậy hả em hai? Người tri kỷ là sao? Sao tự dưng em nói dựng như vậy? Cho vợ chồng nó sanh chuyện vậy em hai? Thì có lửa mới có khói chứ chị cả. Em có tài thánh nào mà dựng được. Em có lòng tốt muốn nhắc nhở má con chị thôi. Sau này có chuyện gì thì chị đừng trách em, rồi nói em là biết mà không nói gì hết nghe chị cả. Em biết chuyện gì thì em cứ nói rõ ra đi. Em cứ nói bóng nói gió như vậy thì ai mà hiểu được. Ủa vậy là chị không biết thì hả chị cả? Chuyện con trai mình chị không tỏ thì làm sao mà chị quản được cái khác đây? Bộ chị chưa nghe người ta đồn rần lên rồi. Chuyện con dâu của chị bệnh rịnh không dứt được với lại người cũ dưới quê kìa. Thằng đó bệnh bình thường thôi, mắc gì ở lâu vậy? Em nghe mà sốt ruột thay cho má con của chị. Bởi vậy em mới ra đây để báo cho chị nè. Ba, cái chuyện tầm xàm vậy mà em cũng tin nữa hay sao? Tầm xàm hay không á, chị cứ cho tra xét thì sẽ ra thôi mà. À, nghe nói người ta còn tặng con Khê cái khăn tay để làm tín vật nữa đó. Em báo cho chị biết vậy, chị có tin hay không thì tùy ở chị. Thôi em về phòng đây, chứ mất công thằng hai nó bực bội, nó giận lên chị bị cắm sừng rồi giận lây qua em nữa, tội cho em lắm. Em đi nha. Người như con Bích Khê, ra đường nhiều người mê lắm mà nghe. Con không biết giữ, khéo có ngày mất vợ như chơi đó.
Túc bà, con phải cẩn thận đó nghe. Chớ con không thắc mắc tại sao mà vợ con mình cứ ở lì dưới quê vậy. Hay là nó có người tri kỷ nào đó ở dưới quê giữ chân nó rồi. À, nghe nói người ta còn tặng con khê cái khăn tay để làm tín vật nữa đó. Em báo cho chị biết vậy, chị có tin hay không thì tùy ở chị. Thôi em về phòng đây, chứ bất công thằng hai nó bực bội, nó giận lên vì bị cắm sừng rồi giận lây qua em nữa, tội cho em lắm. Khung cảnh ở đây đẹp quá à. Cho em đứng ngắm một chút nha. Đi chợ hả chị? Đi sớm vậy? Có đàn cá đang lội dưới kìa. Nàng cứ nhìn coi. Em ơi đợi chị với nè. Đàn cá đang lội kìa. Lên kinh thành nàng thấy sao? Đúng là nhộn nhịp thiệt đó. Trời ơi, tôi đã nói bà rồi. Hôm qua ông bệnh thì cho ông ăn cháo đi. Trời, tôi đâu có biết đâu chị. Ông đâu có nói tôi tiếng nào đâu. Rồi ok. Có chuyện gì sao? Chắc do đi đường xa cho nên nàng mệt. Giờ đến quán trọ cho nàng nghỉ ngơi nghe. Thôi mình đi.